Trên tay mình là chiếc bàn phím IKBC CD87 đến từ nhà sản xuất IKBC. Và chúng ta hãy cùng mở nó ra xem là chiếc bàn phím này nó như thế nào nhé. Cảm quan ban đầu khi mình cầm vào chiếc bàn phím này là nó khá là nặng. Và theo như hãng mô tả thì chiếc bàn phím này nặng đến 1,2 kg. Tất cả đều được làm bằng nhựa nhám bám tay. Phần plate rất là chắc chắn nhá. Và đây nữa, tất cả những chiếc keycap này được làm bằng nhựa PBT, in ký tự double shot, rất là bền bỉ theo thời gian. Và như các bạn có thể nghe thấy tiếng gõ của chiếc bàn phím này mà mình đang gõ, thì chiếc bàn phím này sử dụng Blue Switch đến từ Cherry. Và ở Hà Nội Computer thì đang bán 3 phiên bản Switch của chiếc bàn phím này, đó là Red Switch và Brown Switch nữa. Cái Blue Switch này thì thực chất là mình nghĩ là nó sẽ không phải là một điều phù hợp với những bạn ưa thích sự yên lặng, yên tĩnh trong một môi trường, ví dụ như là thư viện hoặc là nhà bạn ngủ đêm chẳng hạn. Ví dụ các bạn chơi game ngủ đêm đúng không, mà cứ gõ như thế này, cửa phòng mà không khóa nữa thì thôi, bố mẹ mà biết thì lên ganh chết luôn. Chúng ta có những phụ kiện đi kèm với chiếc bàn phím này, bao gồm những phần keycap màu sắc để thay thế cho hiệu ứng RGB mà bàn phím này không cung cấp cho chúng ta. Màu sắc này thì mình cảm thấy nó như kiểu Lego ấy, cái tiếng nhựa mà khi chúng ta đổ ra nữa, cảm giác như kiểu chơi đồ hàng hồi bé vậy. Màu sắc thì mình thấy là nó là màu cơ bản thôi, nhưng mà khi chúng ta lắp toàn bộ lên đây thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng rất là bắt mắt. Và thêm nữa, chúng ta có một cái key puller dạng dài, rất là dễ sử dụng. Phần trước thì mình cũng vừa mới nói rồi, thì chúng ta có phần sau của chiếc bàn phím cũng không có gì quá là đặc sắc cả, với hai chân kickstand hai nấc phù hợp với chiều dài ngón tay của người sử dụng và bốn cái fit cao su này để đảm bảo rằng khi mà các bạn sử dụng nó sẽ không bị dịch chuyển. Và ở đây nữa là một dây dẫn USB được bao bọc bởi nhựa. Bởi nhựa thôi nhưng không phải là nhựa dù à? Không phải dây dẫn dù à? Cái này là điểm mà mình cũng không thích đâu, bởi vì là hầu như là bây giờ các hãng đều sử dụng dây dẫn dù hết rồi ấy, mà chiếc bàn phím này thì thuộc tầm trung cơ. Mình nghĩ rằng là đây cũng có thể là một điều mà hãng sản xuất có thể cân nhắc, thay đổi phiên bản mới hơn thì sao. Và đây nữa, đầu dẫn USB không được mạ vàng. Thực ra cái đầu dẫn này thì mình nghĩ rằng nó sẽ tạo ra độ truyền tín hiệu ở một mức độ vừa phải, thì nếu mà mạ vàng thì tín hiệu được truyền đến sẽ nhanh hơn. Ok, vậy là chúng ta đã hết những gì mà mình muốn nói về sản phẩm này. Và nếu mọi người muốn tận tay thử chiếc sản phẩm này thì có thể đến với các showroom của Hà Nội Computer trên toàn quốc. Sản phẩm đang được bảo hành 24 tháng. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bài review sau.